Không ngủ dạ. Nhà đây có con là thấy đây nè. Là con đó hả ta? Hả mẹ? Không biết đâu mẹ, không biết đâu. Chào con á. Dạ. Ai vậy? Màu dừa, màu non của dừa.
Đây là muối ớt Phương Đâm này cả nhà, giờ Phương sẽ chấm muối ớt màu nè. Phương mời cả nhà nha. Tối với trời luôn cả nhà. Giờ mẹ với Phương đã luộc xong mấy con cua rồi nè cả nhà. Đây là cua luộc. Cua luộc nước dừa nghe cả nhà. Chấm muối ớt chanh. Đây là cua luộc nước dừa. Bây giờ mời cả nhà cùng dùng nha. Mày để lại chén đâu đó đi. Dạ đậu con. Đậu ra mời cả nhà nè. Con cua ôi nó ngọt mẹ ơi, đúng chưa mà ngon lắm. Ôi cái càng to nè, Phương sẽ cắn cái càng to cho cả nhà ăn nha. Đúng quá mẹ ơi. Nè mẹ ăn đi mẹ. Mời cả nhà. Ngon không? Đây cả nhà, mời cả nhà nha. Ăn mẹ còn nóng nè. Ngon hơi nhà còn thấu. Đây có con ốc nè. Con ốc mẹ hấp thử miếng nước con ốc rồi nè. Nè con ốc.
Nè, mẹ mẹ mẹ. Con đi con ăn. Nè nè, có con này, ăn đi. Ngon không? Ngon. Đâu vậy? Cua đâu vậy? Tên cua này rồi nha. Ôi mẹ ơi, nó mập. Ngon lắm nè. Cua dưa mềm như cua biển nha cả nhà. Nhan đi. Mọi người xin mấy dừng video đây nha.